Đó thì bài này thuộc bài kinh nào? Con tìm hiểu kinh Tạng, ngày xưa Đức Phật và các thánh đệ tử đi bộ giáo hóa chúng sanh. Thiền tông Phật Quang làm clip như vậy có phải xuyên tạc lịch sử? Rồi có thực sự Ngài La Hầu La được sinh ra từ đơn tính trong kinh Tạng Phật giáo Nguyên Thủy? Đức Phật có thuyết bài pháp nào nói về việc loài người có một số trường hợp được sinh ra đơn tính như vậy không? Và con mong sư giảng giải thêm tướng mã âm tàng có được do 500 kiếp không hành dâm dục phải không? Vậy 500 kiếp đó vợ Bồ Tát tiền thân Ngài Yasodhara đều sinh sản đơn tính như vậy luôn phải không? Trước đây con đến với Phật Pháp cũng nhờ Phật giáo phát triển, nay con muốn tìm hiểu sâu hơn về giáo lý, nhận ra đâu là chánh kinh do Phật thuyết mà vẫn chí nương tựa. Sư mở sơ cái clip này để cho quý vị xem ha. Phải nói là sư rất là bực, sư rất là không hoan hỷ khi mà mình làm những cái quảng cáo mà nó chen ngang cái như thế này. Rồi. Đấy. Bấm nhanh. 12 tuổi chứng sơ thiền nhập định có phải đúng như vậy không? Thế Tôn đã hết dâm dục từ khi 12 tuổi, vậy tại sao lại có thể lấy vợ và sinh ra Ngài La Hầu La? Trong cái này ha, trong cái clip này đang nói ha. Tướng mà âm tàng ha, suốt 500 kiếp không hành dâm dục ha. Rồi. Đấy. Đâu không hiểu nổi à, vẫn có những trường hợp sinh sản đơn tính không cần sự phối hợp của hai giống à, Yêu thả ra Đức Thế Tôn có đủ điều kiện để cho việc sinh sản đơn tính xảy ra. Rồi thôi, như đây là đủ rồi. Có một vài vấn đề sư cần nói với quý vị như thế này. Đầu tiên là việc chứng thiền ha. Đúng là nó đè nén được cái tham dục. Thứ nhất á, là Đức Thế Tôn chứng thiền vào năm 7 tuổi chứ không phải là 12 tuổi ha. Cái thứ hai là cái sự chứng thiền chỉ vì đè nén được dâm dục trong khi hành giả đang nhập thiền. Sự nhấn mạnh để quý vị nhớ nha. Khi đó tâm của họ trong sạch, chỉ khi họ đang trong cái thiền chứng của họ. Trong trường hợp này là Bồ Tát khi Ngài đang trụ trong sơ thiền, sư nhấn mạnh từng chữ nha, nhớ giùm, đang trụ trong sơ thiền thì khi đó tâm tham dục không thể xuất hiện. Nhưng chỉ trong trường hợp đang trụ trong sơ thiền mà thôi. Sau khi ra khỏi sơ thiền thì tâm tham dục nó lại có điều kiện xuất hiện lên lại nha. Trong rất nhiều trường hợp thời Đức Phật hiện tại hoặc trong những cái kiếp quá khứ, bản thân Đức Phật Bồ Tát trong những kiếp quá khứ hay là những vị tỳ kheo trong kiếp hiện tại cũng y chang như vậy. Trong khi vị đó đang ở trong cái thiền chứng thì không có tham dục, nhưng khi xuất khỏi thiền chứng rồi tham dục vẫn có cơ hội xuất hiện trở lại. Có một trong chú giải có nói một cái đoạn kinh như thế này. Có những vị tỳ kheo trẻ, những vị tỳ kheo trẻ mới xuất gia đi vào làng khất thực thì gặp một cái người dân, một cái người anh cư sĩ đen đuốc đen nhẻm ha, và những vị tỳ kheo trẻ này cười cợt ảnh thì cái anh chàng mà mình tạm gọi là canh da đen á ha, nắng nắng nôi đó, nó đốt cháy da họ cho nên họ đen nhẻm như vậy đó, người ta kêu ảnh là cục than. Rồi khi mà vị này quỳ xuống đảnh lễ,
cúng dường những cái vị tỳ kheo trẻ mới mở miệng, mới nhắc cho những vị tỳ kheo trẻ như thế này: thưa chư đại đức, ngày xưa đó con từng là một vị tỳ kheo rất là nổi tiếng, nhưng mà con đã hoàn tục. Ở cái gốc cây đại thụ ở bên kia, con đã từng chứng đắc bát định, con đã từng hành thiền và chứng đắc đến bát định. Mặt trời đó, con đã từng vươn tay chạm lấy mặt trời, con đã từng đi đến cái cảnh giới phạm thiên. Thần thông của con là không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà con đã hoàn tục. Chính bởi vì như vậy, con mong các ngài hãy tinh tấn. Nói như vậy để quý vị thấy đó, một vị tỳ kheo từng rất là nổi tiếng, hành thiền, chứng thiền ha, tay từng chạm đến mặt trời, nhưng mà vị đó chỉ trong sạch và nội tâm vị ấy chỉ thanh tịnh trong giai đoạn vị ấy đang nhập vào ở trong thiền. Khi vẽ xuất thiền ra rồi, các cái ô nhiễm nó có cơ hội tấn công vị ấy, và nếu như vị ấy không có khả năng kháng cự lại thì vị ấy hoàn toàn có thể hoàn tục. Trong kinh Đức Phật nói đó, một con bò nó ăn lúa ở ngoài đồng, người ta cột cái con bò đó vào ở trong cái cột. Và khi con bò đó bị cột vào ở trong cây cột thì con bò đó không có ăn lúa ngoài đồng nữa. Thì này các tỳ kheo, ta có thể khẳng định rằng con bò đó sẽ không bao giờ ăn lúa ngoài đồng nữa hay không? Các vị tỳ kheo mới đáp rằng: Bạch Thế Tôn, không thể nào nói như vậy được. Vì sao? Vì khi con bò không bị cột trói vào cây cột nữa thì nó vẫn có thể ăn lúa ngoài đồng. Ha. Cũng y như vậy đó, một hành giả khi chứng thiền, tâm vị ấy không có tham dục, nhưng khi vị ấy không còn ở trong cái thiền chứng của vị ấy nữa, mà mình hay gọi là xả thiền á, thì vị ấy vẫn hoàn toàn có thể quay trở lại tham dục. Và trong kinh nói vị ấy hoàn toàn có thể hoàn tục. Và khi một vị tỳ kheo hoàn tục thì lấy vợ sinh con là chuyện bình thường. Trường hợp Bồ Tát cũng vậy, 7 tuổi chứng thiền, nhưng sau khi xả thiền, tham dục hoàn toàn có thể tấn công vị ấy, và thật sự đã tấn công được Bồ Tát. Và do tấn công được Bồ Tát cho nên Bồ Tát mới lấy vợ và sinh con. Ha? Chuyện đó hết sức bình thường. Đừng có thần thánh quá, đừng có thần thánh Phật quá, rồi mình coi Phật là một cái tồn tại gì đó siêu nhiên, kinh khủng mà mình mô tả một hồi mà người ta tưởng Phật không còn là loài người nữa. Nó là điều không có nên. Và trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật có nói như thế này: Này các tỳ kheo, có hai hạng người. Đây là hai hạng người nào? Hạng người phỉ báng Như Lai và hạng người không phỉ báng Như Lai. Thế nào là hạng người phỉ báng Như Lai? Những việc Như Lai có làm mà bảo rằng Như Lai không có làm. Những việc Như Lai không có làm, bảo rằng Như Lai có làm. Những việc Như Lai có nói, bảo rằng Như Lai không có nói. Những việc Như Lai không có nói, bảo rằng Như Lai có nói. Này các tỳ kheo, đó là hạng người phỉ báng Như Lai. Tức là trong chuyện này đó, Bồ Tát, khi Ngài còn là Bồ Tát, Ngài bị tham dục chi phối và Ngài lấy vợ sanh con. Đó là một sự thật. Mà mình, do mình yêu mến, mình mến mộ Đức Phật quá, thành ra mình đẩy Ngài lên thành một cái vị thế siêu nhiên. Thì đó, mình vô tình do lòng mến mộ mà mình trở thành một người phỉ báng Thế Tôn. Bởi vì cái việc Thế Tôn không có làm, mình nói là Thế Tôn có làm. Cái việc Thế Tôn có làm, mình nói là Thế Tôn không có làm. Ngoài ra, mình còn mắc cái lỗi là mình phỉ báng các bậc thánh. Cụ thể ở đây là Ngài Xá Lợi Phất. Tức là cái việc Ngài Xá Lợi Phất không nói, mình bảo là Ngài Xá Lợi Phất có nói. Cái việc Ngài Xá Lợi Phất có nói, mình bảo là Ngài Xá Lợi Phất không nói. Thành ra cái lỗi này là lỗi rất là lớn nha, lỗi rất là lớn.
Và cũng bởi vì những cái lỗi tương tự cho nên á, sư mới khởi động cái dự án là tranh nhân quả. Bởi vì sư thấy rất là nhiều những cái bức tranh nhân quả mà nó đi ngược với nhân quả, nó trái nhân quả. Vì cái sự không có đành lòng khi mọi người nhìn những cái thứ mình gọi tác phẩm thì nó kỳ quá, mình gọi là những cái thứ xuyên tạc nhân quả như vậy lưu hành ở ngoài và người ta tin tưởng, dẫn đến cái chuyện người ta xuyên tạc phỉ báng, dẫn đến người ta đi địa ngục thì không có đành lòng. Cho nên sư mới khởi động một cái dự án là tranh nhân quả, và dự án này đang đi dần đến cái hồi kết, đó là chỉ còn một vài bức tranh cuối cùng là xong. Nhưng mà nó kẹt cái là vẽ thì vẽ cũng gần xong rồi, nhưng mà xuất bản thì xuất bản kiểu gì đây trong cái mùa đại dịch như thế này đấy, làm sao đến tay mọi người. Chứ còn mà xuất bản cái kiểu mà xuất bản digital á, kiểu mà phân phát miễn phí á, lên trên mạng á. Ý sư nói là phân phát lên trên mạng á, thì người ta không có đánh giá cao, mà có khi người ta mình gọi là cái nhìn đời qua cái lỗ, qua cái đáy giếng, thì họ sẽ vô tình họ đánh giá thấp rồi họ coi thường thì nó kẹt quá. Cho nên là cái này là phải xem. Sư có một vài dự tính trong cái việc mà xuất bản, nhưng mà còn cần thêm cái trợ duyên. Đấy rồi ha, quay trở lại vấn đề. Thành ra không có cái chuyện là sinh sản vô tính ở đây ha, không có chuyện sinh sản vô tính ở đây. Để coi sư có một cái note, sư có cái note à, đây cái note là cái kinh tướng của trường bộ. Để quý vị có thói quen là khi mình đọc cái gì đó mình phải có thói quen là mình kiểm tra lại thông tin. Đây. Chứ còn mà nói mà khơi khơi, nói khơi khơi ha, nói khơi khơi nó kỳ lắm. Đây nè, này các tỳ kheo, trong bất cứ đời nào, hiện hữu nào, trú xứ nào, Như Lai đời trước làm người, làm cho sum họp lại những bà con, bạn bè, thân tín không gặp nhau lâu ngày, bị đau khổ lâu ngày, làm cho sum họp mẹ với con với mẹ, làm cho sum họp lại cha với con với cha, làm cho sum họp lại anh em với nhau, làm cho sum họp lại giữa anh và chị, giữa chị và em, làm cho hòa hợp lại sống vui vẻ với nhau, với tác động chấm ba chấm. Ngài từ trần ở chỗ kia, thác sanh là chỗ này, với tướng đại trượng phu này là tướng mã âm tàn. Thấy chưa? Thấy chưa? Còn gì để nói nữa không? Trong một đoạn clip xuyên tạc phỉ báng đủ ba ba ngôi tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, xuyên tạc đủ ba luôn. Cho nên là sư đã làm rõ vấn đề ha.